Trái Tim Siêu Bếp, một chương trình đầy hài hước và hấp dẫn về ẩm thực. Các vị thực khách tham gia là những nghệ sĩ và khán giả có đam mê về ẩm thực. Họ sẽ giúp vợ chồng thực thần tìm ra ai là siêu bếp thực thụ. Thì em nghĩ ảnh là siêu đầu bếp chứ không ai. Tại vì nếu là đầu bếp siêu hạng thì cái môi nó không có thâm như vậy đâu. Nó không có thâm như vậy đâu. Những phán đoán, đánh giá của thực khách sẽ được trả giá bằng chính món ăn mà họ đã chọn vị đầu bếp đó. Ngoài ra, một đội ngũ hùng hậu các siêu bếp giả vô cùng vui nhộn và hài hước sẽ trà trộn vào chương trình. Tôi là đầu bếp, đi được quyền không? Bất cần ba, muốn ăn cần chờ, siêu bếp làm cơ. Tôi chính là siêu bếp. Vậy trong những người này, ai là siêu bếp? Ai là kẻ giả mạo? Người nào sẽ mang lại món ăn ngon? Chúng ta hãy cùng đón xem tập 1 chương trình Truy Tìm Siêu Bếp sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau ngày 2 tháng 6 năm 2020 vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.